Đức Thánh Cha Francisco biến cố truyền tin cách mạng hóa lịch sử. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha tập trung vào mầu nhiệm truyền tin thời điểm mà lịch sử loài người thay đổi hoàn toàn. Đúng là rất khó để trình bày đoạn tin mừng Thánh Luca, chương 1 câu 26 đến 38 này. Đức Chúa của sự ngạc nhiên đã thay đổi thân phận của loài người. Đoạn tin mừng trình thuật về thời điểm mang tính quyết định của lịch sử biến cố mang tính cách mạng hơn cả. Đó là một cảnh huống gây chấn động. Tất cả đều thay đổi, lịch sử bị đảo lộn. Và trong ngày lễ Giáng sinh hoặc trong ngày lễ truyền tin này, khi tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm này, chúng ta quỷ gối. Đó chính là thời điểm thay đổi tất cả một cách triệt để từ gốc rễ. Theo tính chất phụ vụ mà nói, hôm nay là một ngày gốc cội. Tiệp ca hôm nay nêu bật ý nghĩa của nguồn cội giê từ đây một mầm non sẽ được sinh ra. Dio abbassa. Dio entra nella storia. fa. Đức Chúa đã tự hạ đi vào trong lịch sử và thực hiện điều đó với phong cách xưa nay của Ngài. Một sự ngạc nhiên. Thiên Chúa của sự ngạc nhiên tiếp tục và sẽ còn làm chúng ta ngạc nhiên thêm lần nữa.